mới nè, bữa nay nó bà mới thứ xả hôm qua, bữa nay ướt nhẹp thôi, bữa nay nó ba bữa rồi, ba bữa hả? 4-5 bữa rồi nó bắt thân rồi, ba bốn bữa bắt thân rồi, nay ba bữa 14 ngày. Dạ đúng đúng. Dưới vậy? Rồi dưới cái à? Dưới cái khóa. Bớt đó. Quá trời vậy. À chú cầm ở giữa tới ở trong tới đừng cầm ngoài. Cầm ở vậy, cầm ở ngoài đừng mướn. Đây cầm lại nó được. Mướn đi cỏ. Này chú muốn đều trái muốn, chú muốn trái đều chú đi lại. Trái đẹp đẹp là thề thấy rồi, mình thấy trái đẹp đẹp rồi. Đó đỡ rồi nè. Dạ. Giả ba phân. Đây bê vô nó sượng rồi. Dạ. Phần nó cứng lại, màu nó hết là bóng rồi. Dạ. Yeah. Nhà leo cơ rải giùm con cứ nữa. Tao mới mốt vô chở vô. Dạ. Yeah. Cái gì? Cái gì con nói cô hai cho. Hả? Cái gì con báo cô hai cho. Ừ. Mới mốt gì kêu đi chở vô cũng được. Dạ. Nắng dài. Nắng dài mà tí xả được, mưa hoài sao mà tốt. Mưa rồi khỏi tí xả. Nhẹ chạy được. Thì nó muốn gáo mặt đất nó dài. Ừ. Cơn đỡ đi, cho đất nó xốp nó đen rồi. Nó không bị lèn đất á. Đó nó sần lại nè, đợi bữa thấy bóng rồi. Ừ. Mới chạy hai đợt phân mà DB rồi. DB giấy thôi, nó sần lại chứ. Hồi bây giờ vậy. Đúng rồi. Đầu tiên túi đất thùng á, ba thùng á. Dạ. Là không được rồi. Mày nó nói có hai mày nói cho hai mày trước rồi. Bốn ngày luôn. Đâu túi nữa. Mày một cái túi hô. Để kêu nó kêu giải giải phân đi túi đụng mà nó lấn bóng rồi chết luôn á. Có ba cái này nó mẫn mẫn lại đi. Mà hết đèn trái luôn phải không? Chú thấy chú hết đèn phải không? Nó bóng láng nè, rồi mấy cây nè. Không, cái trái nó bị đen luôn á, chú thấy không? À. Giờ hết chưa? Có đâu, tại chú lặt á. Lặt bớt nè. Tại chú lặt bớt á, nó mới sần. Lum hết trơn. Trên bờ. Ở dưới nó lặt. Mấy cái nào tôi xấu tôi đi tôi lặt. Ừ. Bỏ. Bạn người dòm quất. Dòm thấy nó nhỏ nhỏ ăn ta là biết thấy à. Lặt nó để làm chi quá trời luôn. Cam này bán tháng 7 được. Thằng có thẹo rồi giặt bỏ mẹ anh. Cái máy dầu mà người ta không ấy ta quay quay chạy là sao nó bị ấy người ta không có ta quay kỳ vậy kỳ á, tao không biết nổi sao mà mua cái dầu không có ta quay người ta không có là giờ bữa tao đưa mà không biết giờ bữa chừng nào có thôi chết rồi thu luôn. À cái tay quay đó mình mua ở ngoài chợ có mà nhiều khi khó kiếm lắm mẹ. Với tay bay ổng có sẵn mà, nhà cũng có vài cái mà. Có nó mà, không biết có dừa chú hôm qua mà chú mất là tưới đồ rồi. Nên là mượn thử, quay thử rồi nó dừa không. Có nó 80, chú 70. À, nha. Yeah. Không biết dừa không, đi chắc đây à. Ok. Bà dê của nó đạn sao mà dừa. Thằng với bà dê nó khác. Cái hàng này của chú luôn mà, phải không? Chú luôn. Đó chú đi lại mới đây là được à, là đều lại à, trái đều lại à. Ờ, chứ con hai con bữa nay nữa mận cho người ta là không lại nữa rồi đó. Dạ, chú. Hôm qua hôm kia là 2-3-4 ngày. Dạ, cô cứ chú đi lại từ từ. Lại từ từ á. Cái nào thấy yếu, đẹp là lại liền. Đẹp giùm thấy đâu quất ra liền.
đi mận vậy chứ tao cũng lãi nhóc. Bỏ ghe rồi, bỏ tẩy ra rồi cả. À thì thuốc không biết. Không nhiều. Phải chú nhiều hay không để tới đó thú à. Không có xài điện thoại mà, cũng thú không. Ừ. Chú không xài luôn hả? Chú hả? Có. Có hả? Tao đi mận tao đem theo chứ. Không? Đúng rồi, trái đẹp 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 đó chứ lại bỏ hết. Hết trơn à. Ừ. Woo! Woo! Cá gì á, những cá gì. Rồi xịt ba cái thuốc nhện với xì mũ lộn được không không? Được, bình thường, kết hợp. Dạ. Để tao biết tao xịt đấy. Chú xịt rồi mà. Ờ xịt rồi, mà ông phẩm mày kêu đó, đi ra ngoài Quang Tấn mua đó. Dạ, chú xịt rồi mà. Sao mà ngoài Quang Tấn ổng nói gì vậy mà. Là cái thuốc sâu riêng mà rồi nhện thì mua xịt riêng nó mới hay. Thì uống xịt cũng không được. Hả? Xịt vậy cũng được nhưng mà nó mất thời gian mình thôi, lại kết hợp đi. Ổng la xịt vậy nó mới hay. À biết ổng la ổng cũng mừng có mừng được đó, ổng nói. Xịt kết hợp được mà, đâu cần xịt riêng gì, dạ, cũng vậy thôi. Gầy chung là xịt cũng được phải không? Dạ. Để trong ông Sáu cũng có mà, ông ta mới mua thì cũng không. Bên ông Sáu thì không có đặc trị mấy. Đúng rồi, thuốc ngoại thuốc mạnh không vậy? Ừ. Một cây mấy trăm ngàn, một chút xíu. À. Nhận đủ cực kỳ. Nhưng mà xịt nó ok phải không? Hiệu quả vậy. Thuốc lòng dữ lắm. Mua đủ một chai 200 mấy ngàn, 300 ngàn. 8 phi. 8 phi cũng đâu có đến nổi. Ừ. Mày chai chút xíu. Ủa mày là gì? Chai chút xíu vậy. Rồi. Mày vậy đó, không là mạnh lắm đó. Hết thuốc mà nó mạnh. Quái đủ mấy chai trà bá mà xịt nước lĩnh lã lắm mày. Chíu à. Ừ. Mấy trăm ngàn chai á, 200 mấy gần 300 á. Đâu. Nhỏ. Có khách nè. Tiếp khách không? Khách qua đây. Này tôi trả. Tôi bây giờ tôi hết tiếp rồi. Nãy giờ tiếp quá trời rồi. Giờ trả qua bển đi. Bển tiếp đi, giờ hết tiếp nổi rồi. Rồi chó. Trời ơi, nhiều lắm. Gì mà nhiều như đây mấy công mà nhiều. Kêu lại nãy giờ ông la làng ông tiếc thằng tiếc quả trời luôn à. Sáng giờ làm mấy cây rồi? Đường này qua đâu được. Hả? Đi thẳng đi qua đường kia á. Đường này qua không được đâu. Bước này có cậu. Cái xe cỏ hả? Cái xe cỏ hả? Bữa nay hết mưa rồi, nắng lại rồi. Bữa nay trời nắng rồi. Hết mưa rồi. Ê mày, ở đây con lên luôn. Lên luôn, để con lên luôn. Lên là mà phóng qua nữa không? Ở chú đường này có rào không chú? Đường này có rào không? Nó hỏi nó có rào không? Không có à, được, đi được. Được không, phóng qua mà lỗi à.